35 HP, những gì còn lại lao vào trong vòng xoáy A, nhưng cũng hãy cẩn thận khi hiện tại Vitality họ vẫn còn nguyên cả 5 thành viên. Bỏ bom sai và sau đó retake ngược đến từ đội hình bên phía team Vitality. Có một quả smoke one way dành cho thêm bên phía team Vitality của Heaven. Ở đây kill Yuzin bắn tốt quá, double kill dành cho kill Yuzin. Còn Fake và Clay có tính đổi mạng, Zai U khiến cho tình huống đưa về, đó là 3 vết 2 rồi. Một lợi thế dành cho đội hình bên phía team Vitality, nhưng Glaive đã có mình mạng thứ hai. Và bây giờ Glaive bắn đinh thêm cả một player nữa bên phía team Vitality. Đó là cái tiền dài ủ 2 HP thôi. Blamef lượng máu không phải là quá nhiều, cuối cùng thì nằm xuống đến từ thiền bên phía team Archalid. Lúc này mới chỉ có duy nhất được một mạng và đã ngã xuống tới 5 lần. Phong độ này, phong độ vừa chuyển nhượng. Đây lý do, chắc có khi đây là lý do vì sao cơ trưởng Soxy chúng ta đang chuẩn bị đến với một đội hình khác. Và có những tin đồn thời điểm gần đây là Soxy có thể rồi nhận sẽ đến Liquid. Và trong tình huống này thì Kyojin đào tự bắn rất tốt rồi. Tiếp tục đẩy đẩy vào đến từ cái tên Lucky. Rất cố gắng Lucky nhưng tôi vẫn không hiểu Lucky định làm gì từ vừa rồi. Global Spark và Smoke kết thúc một vị trí Kyojin đưa tình huống về, đó là 4v3. Gỡ đi một chút khó khăn dành cho đội hình bên phía team Archalid. Nhưng mà phải nói trong thời điểm hiện tại số bom xoay vẫn là quá khó khăn. Khi Misuta cùng người đồng đội đã bắn chéo cho nhau, BMF còn kết thúc được người đồng đội Global của mình. Thì chắc chắn sẽ rất sướng. Bắt đầu để ra rồi. Điểm chỉ được Zipback. Wow. Lucky cũng đã bị rơi. Quả bom này đã lộ vị trí và thiên cơ đang thuộc về Vitality. Lại nhặt thêm được một trái smoke nữa đến từ cái tên Zai U. Nhồi vào luôn ạ. Ở cái tham minh như thế này thì cơ hội nào dành Archalid đây. Nhưng Archalid bắt bớ vị trí Soxy ở ngoài khu outside được. Nhưng mà Kyojin trong bom xa lại là câu chuyện khác. Đội hình bên phía team Archalid đang gặp khó khăn nhưng trong tiếng đi qua luôn rồi. Đọ tay thì chắc chắn vị trí của anh chàng Zai U vẫn không phải dạng vừa đâu. Còn Fix phải nằm xuống luôn thôi. Thì Quyết hiện tại chết rồi. Có lẽ cần được rebuild mới đến từ đội hình Liquid. Trong khi đó rớt vào trong bom side A là không thành công đến từ đội hình bên phía team Archalid. Liên tục người nằm xuống thôi và một mình cái tên Zai U cũng đã có một cái double kill. Ngay lập tức đội hình bên phía team Archalid đưa tình huống về, đó là 4v4 rồi. Một chút nhỉnh hơn khi mà Apex cũng đang play ở yếu máu. Apex đang chủ động di chuyển ở khu outside. Nhưng đây là một thứ bút nhau lên là lên thùng đến từ đội hình bên có thể pick người. Và tôi vừa nói xong thì vị trí của Soxy phải nằm xuống. Một trận thi đấu mà Soxy không bắn được quá nhiều. Soxy nằm xuống liên tục. Kể cả tình huống có thể bên phía team Archalid cũng đang người gặp bất lợi hay là có lợi đi nữa thì Soxy cũng nằm, nhưng Misuta đang cũng đẩy rồi. Không ai kê lại đằng sau cả, nhất là cái tên Shipback. Và ít chút nữa thôi thì Misuta có thể phát hiện ra Shipback hay không đây. Nhưng Misuta chọn mình con đường khác. Một tình huống bắn kẹp ở khu vực cửa nhỏ. Lucky đổi mạng rất nhanh chóng nhưng Apex có một cái double kill. Misuta hạ cũng thêm một chiếc blame F nữa. Con Fix đưa tướng về, đó là 1v1, 16 HP net chả là quá đẹp Misuta. Và đó 9 năm dành đội hình bên phía team Vitality. Round thi đấu cuối cùng này thì có vẻ như Archalid gặp khó rồi, họ hết tiền dành cho mình. Và thời điểm hiện tại thì không có ai dưới bom CB cả, Global đã ở dưới đây rất lâu. Đặt bom thành công thôi và có lẽ sẽ có thể rằng round thi đấu thứ 6 dành đội hình bên phía team Archalid. Thêm một quả lửa nhồi ra vẫn còn nết đến từ tên Lucky. Lucky một tiếng đi di chuyển giữa đường rồi, Misuta đẩy vào không kết thúc vị trí Misuta thì sẽ là rất khó, nhưng Archalid họ đã làm được. Một mình Apex 1v3 không thể làm gì hơn đến từ vị trí của Apex. Ta thấy rằng cân bằng rồi đến từ cả hai team. Bây giờ thì đội hình bên phía Vitality có thể đặt một quả bom kín dành cho mình và sẽ bắn hai bom sai luôn. Conflict không nghĩ rằng Zai U đã ở ngay bên cạnh rồi. Một lợi thế hơn người đến từ đội hình bên phía team Vitality và có thể sẽ ra thắng Piston tiếp theo hay không đây. Zai U có minh mạng tiếp theo. Một trận thi đấu mà Zai U đã có mình đến tận 3 mạng hạ gục ở trong Piston round thứ 2 này. Blame F 40 HP và bây giờ thì Zai U biết chắc chắn vị trí của Blame F ở đâu thì phải. Nhưng mà có vẻ là không, Zai U nhá dao sau đó bỏ đi. Blame F ngay lập tức chớp cơ hội đưa tiếng về, đó là 1v1. Nhưng đây là 10 HP. Và chắc chắn một điều, Blame F không biết player cuối cùng đang ở đâu và thời gian cũng không ủng hộ cái tên Blame F nữa. Một sự cố gắng rất lớn dành cho vị trí Blame F. Quá khó khăn cho đội hình bên phía team Archalid khi mà Zai U đã bắn quá tốt rồi, tràn bom xe nhanh rồi. Đi đầu đang là cái tên Kyojin, Kyojin chưa có mạng gục nào cả. Blamef đã tỏa sáng với khẩu Deagle. Tiếp theo thì Misuta và Apex cũng đang góp đàm. Nhưng mà Blamef ở đây đã có cho mình mạng hạ gục thứ 3, mạng thứ 4 dành cho Blamef. Và có ai không? Ai dành cho Blamef với một khẩu Deagle? Tay
bay to cả ngoài đời lẫn trong game đến từ team Brave, và chắc chắn đây là điều game bên phía team Astralis họ đang cần. Brown thi đấu đội hình bên phía team Astralis mà để thua thì chắc chắn Brown thi đấu sau họ cũng thua luôn, và khi đó thì bên phía team Vitality có thể dùng một đội của mình. Nhưng mà Sipex bắn một tiếng tay rất to, triple kill Sipex rồi. Ba cái mặt đến từ tên Sipex từng bắn vừa rồi. Đội hình bên phía team Vitality một tiếng dồn nhân lực đến tận 3 người ở khu vực Ram cũng không thể làm gì cho Sipex được. Và trông có vẻ bên phía team Astralis khó có thể thua được trong round thi đấu này thật sự. Gì nữa? Lượng smoke của các thành viên Vitality này vẫn còn, và Apex đặt bàn tay to. Playmap đã hy sinh rồi với những viên đạn AK găm thẳng vào đầu. Một trận thi đấu mà Apex bắn quá bài, 21 mạng gục rồi. Một tiếng bắn từ tầm xa đến từ con tích, và khẩu M4S nó quá mạnh đi, cần một tiếng nớp đến từ Vale. Double kill dành cho con fake, triple kill con fake. Lại là Soxy, một Vespa dành cho tên Soxy. Spam và smoke luôn đến từ đội hình bên phía team Vitality, chính xác là cái tên Kyojin. Một trận thi đấu mà Kyojin đang không được bắn tốt cho lắm với 13-23, nhưng chính ở những round thiếu quan trọng thì Kyojin lại đang đem về những cái lợi thế hơn người cho cái đội hình bên phía team Vitality. Bây giờ thì sốc ăn cho mình viên scout vào người Sipex. Góc thi đấu này sẽ là góc thi đấu cương skill, nhưng mà config đưa thì cũng về, đó là 4 vết của Soxy. Chính xác hơn là vị trí Sipex thì đúng hơn. Suýt chút nữa Soxy đã phải nằm xuống. Chúng ta thấy rằng sủi về thành công, nhưng config đưa thì cũng về, đó là 4 vết 3. Câu chuyện vẫn đang còn rất sáng cửa dành cho đội hình bên phía team Astralis thời điểm hiện tại. Một lợi thế hơn người đến từ cái tên đó là config. Có lẽ nào trận thi đấu này sẽ đầy đủ cả 30 round thi đấu hay không? Misuta vẫn đang đứng kề lại trong lobby để chờ thêm những cái tín hiệu tiếp theo. Ba player trẻ của Vitality sẽ phải làm hết trong game thi đấu này, hoặc là chúng ta sẽ phải vào với round thi đấu thứ 30, hoặc có thể tỷ số 16-13 sẽ diễn ra. Và lần này quyết định được đưa ra là cả ba người sẽ Alonso giúp bom sai B. Sipex với một khẩu Deagle, những viên đạn bắn vẫn chưa phải quá chính xác. Thời gian không phải còn nhiều nữa đâu. Kyojin có mạng rồi, sai hồi sinh tiếp tục là Kyojin. Hết rồi, 3 giây còn lại thì hết, và đó sẽ là round thi đấu thứ 30. Về cơ hội để đứng bước vào loạt thi đấu overtime, nhưng bây giờ tràn máu xe rất nhanh rồi. Kyojin Mizuta Zayu mất quá nhiều máu, còn phải có double kill, và có vẻ vào bom xe là phá sản dành đội hình bên phía team Vitality. Rất nhanh chóng thôi, chúng ta có khả năng cao sẽ có loạt thi đấu overtime, chắc chắn là có overtime rồi. Zayu cũng đã nằm xuống bởi quả nét của Sipex. Ở đây là timing quan trọng nhất, và thôi xong, Mizuta vẫn kịp thời đổi được một chiếc trong những cái tên đó là Sipex. Bắt đầu bách ngược với bom xe B đến từ đội hình bên phía team Vitality. À, Apex ở đây anh ta có mạng, trước đó là Kyojin đã phải hy sinh. 3 vs 3, không có bất kỳ một lợi thế về người nào cả, nhưng lượng máu thì nghiêng về một chút cho Astralis, và lượng utility của họ cũng đang phải hơn. Playmap không thể thắng nổi Apex, Soxy cũng tỏa sáng, và một mình Clutch Minister đã phải đặt vào tình huống khó. Anh ấy có mạng ở Soxy rồi, nhưng vị trí chắc chắn đã lộ ra, và các đội Vitality thoải mái quá lao vào. Evil đây sẽ chuẩn bị đụng mặt của anh chàng Mizuta, và Mizuta là người thua. Chỉ cần một viên AK thôi, nhưng Kyojin bắn rơi quả bom. Kyojin làm thêm một mạng nữa, tiếp tục là support. Lucky có mạng giải ngủ, Lucky tiếp tục tỏa sáng kìa. Còn hai người còn lại, bom đã rơi, và bây giờ thì đó là chiến thắng cho Vitality. Cuối cùng dành cả bộ đôi bên phía team Vitality và Astralis nữa. Ngay lập tức Global có một mạng sau tiếng bắn xuyên smoke, nhưng mà Zayu headshot đi Sipex thành công rồi. Lửa chuẩn bị nhồi ra nhưng không được, Global có mạng tiếp theo, đang muốn đi tanh luôn đến từ đội hình bên phía team Astralis. Lucky hạ gục thêm một tên Kyojin, và trong tiếng này smoke là quá kín dành đội hình bên phía team Astralis đi mà. Soxy khiến cho Global đã phải nằm xuống, và gỡ bom hay không đây, nhưng mà Soxy và Apex cũng phối hợp rất khó chịu. Và thôi xong rồi, Apex có một cái mạng double kill. Bây giờ Blamef yếu máu, Blamef không còn gì cả ngoài một cái kit, và thời gian không đủ. Chiến thắng khỏi tên cái tên bên phía team Vitality ở lượt thi đấu overtime thứ 2. Hiện tại đã bắt đầu chia đội hình rồi, và đang là gần như là solo A hoàn toàn với tình huống của Zipex. Blamef đứng ở khu vực shot, và bây giờ Blamef anh ta cần phải có mạng đã bắt thiếu được rồi. Zipex cũng đã bảo kê kịp thời, một cái đầu Zipex. Config cũng lên tiếng, Clavel đây cũng đã tỏa sáng, và đó là lợi thế hơn người rất lớn cho Astralis. Lợi thế lớn này rồi, vì phía team Astralis như thế này thì liệu rằng cũng chuyển hóa về một round thắng không, nên từ từ đã nào. Soxy headshot đi vị trí của anh chàng Blamef, kê lại log nhưng không được, không thì sao hơn, Soxy muốn chạy về thì đúng hơn. Quả bom rơi thật sự là quá xấu dành đội hình bên phía team Vitality, dành cái tên Kyojin. Một vét 4, shot có đến tận 3 người, hết rồi.
Piston Round thuộc về đội hình bên phía team Achalit. Nào đó khiến các thành viên team Party hơi phân tâm, quyết định dồn hết người lên khu vực A-Log rồi. Config bắt chết Zygo. Người tiếp theo đó là Bạch Config hay quán Triple Kill. Wow, kill! Và ôi không có ai gì Config. Người tiếp theo sẽ là ai nào? Soxy, anh ta cầm AK nhập đầu ôm. Và đó là liên tục mạng ở trận xa. 4 vết 2 cho Vitality. Thật sự là hết rồi dành cái đội hình bên phía team Achalit đúng này. Nhất rằng CT có người đội hình bên phía team Vitality, họ chỉ cần di chuyển cùng nhau thôi. Đây là 4 vết 2 rồi, Smoke CT là xong. Và chúng ta thấy rằng Smoke là có đủ đến từ vị trí của Zayu và Kyojin. Đây rồi, còn phát hiện ra một người middle nữa. Đó là Config. Config tiểu này vẫn có đổi được một, nhưng mà lượng máu không phải là quá nhiều đến từ tên Config. 48 HP, di chuyển lên short luôn. Và trong tình huống này sẽ là 2 vết 3 đây rồi, một tiếng bắn trỏm đầu nhưng không được. Kyojin đã sủi được cho tình huống này và ngay lập tức sau đó trả lại lượng đam dành cho đội hình bên phía team Achalit. Config ra đi, Lucky 1 vết 3 gần như sẽ điều không thể dành cho chị Lucky. Nếu là Shipback thì anh nghĩ còn có thể được, còn với cái tên Lucky thì quá khó đi. Và bên kia toàn là những con sói mà thôi, và đó 5-10. Chúng ta thấy là điều này khá quen thuộc với đội hình bên phía team Achalit rồi. Bây giờ thì Piston Round diễn ra, Config headshot tên Misuta. Chúng ta thấy là khi Config cùng Playmap về cái thì Achalit họ bắn Piston Round rất mạnh thôi. Nhưng mà ở đây thì Apex cùng với đó cái tên Kyojin cũng đang lên tiếng, đưa về một thế cân bằng rồi, có thể sẽ là hơn người luôn khi mà Zion có mình double kill cơ. Khó rồi, Lucky quay trở ngược về, đó là khu vực short. Trong khi đó thì Soxy cũng đã chủi về trong cục bom sai B. Bây giờ thì bắn cặp mid luôn thôi. Zayu đang bỏ trườn ra nhưng Zayu headshot đi player nữa. 3 mạng hùng đến từ tên Zayu. Lucky lộ ra và đó là 4 mạng đến từ những Zayu. Phải nói là bên phía team Achalit họ bắn cực kỳ chậm và đối phương có vẻ đoán ra được rồi. Họ biết rằng mid đồ không có người. Và trong tình huống này bắn 2 bom xa sẽ là cực kỳ chuẩn chỉ đến từ đội hình bên phía team Vitality. Bắt đầu tiếng trả lửa ra, Apex đã bị liếm lửa một chút rồi, nhưng đây bắn trượt đến từ vị trí của Zai. Apex chết chay cùng bom sai, nhưng mà Kyojin ở đây, đó thì cũng bắn chính xác rất nhiều đến từ cái tên Zai. Kyo làm được nhiều gì điều cả, Flame F thậm chí đang bị lửa đốt chín quá rồi. Zipex, Config là hai người đầu tiên phải hy sinh, bom đã rồi. Lucky có một Flame F lên tiếng, và ở đây Lucky cũng đã có tình huống gáy rõ ràng nữa. Kyojin hy sinh, và cơ hội chiến thắng Achalit trong round này là có. Ôi lộ tiếng, lộ tiếng. Soxy chắc chắn đã bị đối phương biết ở đâu. Và cuối cùng thì đó một tình huống rớt bom sai B thành công đến từ đội hình bên phía team Achalit. Bây giờ tôi đang không biết điều gì có thể nhìn vào đây nữa, nhưng ở đây thì đó Playmap có mạng của Soxy hết rồi. Đúng lúc quan trọng nhất, giây phút của sự thật. Và bây giờ thì lộ súng ra nghe từ Apex có mình một mạng. Apex có thể làm hơn nữa nhưng Flash là quá trắng. Apex hết trắng. Và bây giờ thì Apex không thể làm thêm mạng tiếp theo. Nhưng tình huống hiện tại vẫn đang là 3 vết 3. Long giữ thành công đến từ đội hình bên phía team Vitality. Đi vào CT. BF có một. BF không thể có đôi. Hết đạn đến từ đội map. Nhưng mà Glaivor hạ được Kyojin thành công. Một vết 3 thì có Zayu rồi. Zayu đưa tình huống về. Đó là một vết 2. Nhìn góc kèo đối phương là quá đẹp. Và không còn gì nữa dành cho Vitality trong cái kiểu này. 16-4 ở map thứ 2. Và chúng ta sẽ đến map thi đấu thứ 3, Inferno. Nhưng mà hiện tại thì có thể thấy rằng Vitality họ vẫn chưa thể chiếm hoàn toàn ở khu vực chuỗi này. Gây áp lực đến từ đội hình bên phía team Vitality, Brunner buff flash ra. Và đối phương biết rằng Brunner đã clear, bắt đầu tiếng quay ngược trở lại đến từ đội hình bên phía team Achalit thôi. Achalit đã bắn 2 lầu, Lucky đổi một, Lucky đổi được 2. Bom đã rơi rồi. Và tình huống này sẽ sủi về thành công đến từ đội hình bên phía team Achalit hay không đây, nhưng Kyojin cũng đẩy vào trong bom sai. Lucky đang gặp khó và solo lên thì Lucky vẫn đang lên tiếng triple kill dành cho tên Lucky. Và liệu rằng có qua ra kill hay không đây, nhưng Lucky sủi là quá tốt. Và bây giờ quyết định là giạt ra bắn nhau tiếp tục với đội hình bên phía team Vitality. Vitality họ còn hai người thôi, còn lại có một người, từ đó là Kyojin. Và trong tình huống này Lucky vẫn đang còn sống ở trên khu vực lầu. Kyojin thì sủi về khu mid đồ, nhưng nên đến một điều là bom đang rơi trước mặt các tên bên phía team Achalit. Và hết rồi, Lucky có qua ra kill đến từ vị trí của Glaivor. Xin flash, và đó là những quả flash rất chất lượng đến từ đội hình bên phía team Achalit. Buff flash auto bù bom rơi. Config có double kill và có thể có hơn. Config bắn quá vào tay, triple kill không có qua ra. Nhưng đó là quá đủ rồi. Tỷ số lúc này là 9-5. Một, chúng ta sẽ có một tỷ số phong thủy đúng không? 6-9. Và hai, là Achalit sẽ có được một vốn liếng vừa đủ để sang bên phía team side làm vốn. Rất nhiều đồ được ném ra, nhưng mà các thành viên Vitality họ đang trả lời dạy A cực kỳ nhanh. Lucky có một không thể làm hai. Tạm thời Lucky đã đủ chỉ tiêu rồi, còn đó là Config.
Conflict cũng chỉ làm cho mình một mạng mà thôi. Bom sai A đang là hướng tấn công của thành viên bên phía team Vitality, và bây giờ nó đã mở ra hoàn toàn cơ hội để họ có thể chạm cho mình con số 6. Round thi đấu cuối cùng của lượt thứ phân áp này, đội hình bên phía team Astralis họ còn rất rất nhiều đồ. Nhưng cái vấn đề bây giờ là phải vào vị trí đẹp đã cơ. Trên lầu có người, Blef đang có tình huống di chuyển. Và trong tiếng Soxy có vẻ như không nghĩ rằng đối phương đã ở ngay bên tay phải của mình. Mà ngay lập tức mất đi cái tên Soxy trên lầu. Một player cực kỳ quan trọng, bộ đội còn lại đó Zayu và Qzin. Thì liệu rằng hai player này có thể làm được hay không đây? Qzin chắc chắn là player trẻ tuổi bắn tay rất to. Blef đã phải ra đi, đi qua làn smoke chưa bao giờ là một quyết định hay ho cả. Và đó là Zayu cùng với đó Qzin kết thúc nốt cái round thiếu cuối cùng này. Trông rất khó thở đến từ đội hình bên phía team Astralis, nhưng bây giờ thì Conflict đã hóa giải điều đó rồi. Nhưng Qzin cũng hạ cùng cái tên Conflict ở đây. Clavel Blame F là bộ đôi còn lại đến từ đội hình bên phía team Astralis thôi. City có một kill, Qzin lắc ra và đó là một mặt dành cái tên Qzin. Double kill dành cho Qzin. Smoke đã được trả ra là rất kín. Ô không phải đâu, đó vẫn còn một khe rất to ở City. Một quả smoke mà chúng ta thấy rằng khe này quá lớn đi. Và bây giờ thì cực kỳ khó khăn dành cái đội hình bên phía team đó là Vitality. À, xin lỗi các bạn, đó là Astralis đi. Ngay lập tức Zayu có mạng hàng cùng tiếp theo. Vitality thời điểm hiện tại có quá nhiều lợi thế và chắc chắn sẽ là round thắng thứ 11 rồi. 11 đều. Bom đã thành công thật đấy, nhưng chắc chắn đội hình bên phía team Vitality sẽ đi tay cái tình huống này. Ôi Tha Minh, Zayu vừa tắt scope đi thì đối phương nhảy vào khu góc tối tình huống này. Và bây giờ Zayu đổi sang cho mình đó là một khẩu rifle. City Side có từng móc máy đến từ cái tên của Glavel. Glavel từng móc cực kỳ là nhanh chóng. Nhưng bây giờ thì Glavel cũng đã lộ ra trong bom xe. Lucky đổi được một rồi, kéo ốp ra. Và bây giờ là moment of truth. Và liệu rằng có thể làm được hay không đây? Soxy đang bò trườn sau làn smoke này. Và Soxy collab thành công. Conflict là người tay to nhất hy sinh. Zipex đã nằm xuống. Thôi xong rồi, không trách góc một mình Glavel clutch. 1v4 à? Quả lửa đó không cháy tới vị trí của player bên phía team Vitality. Đó là anh chàng Apex cơ. Và không trách cái điều dễ hiểu, cứ nghĩ rằng lửa chuẩn rồi. Chắc chắn không có ai đâu, nhưng bây giờ Glavel đang phải làm một tiếng 1v4 ạ. 40 giây còn lại, ôi trời đất ơi. Bom thì ở đâu, bom ở T-Space. Và đó là 16-11 ở game thi đấu cuối cùng, Inferno.